phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ vừa tổ chức phiên chợ không đồng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Phiên chợ được tổ chức với mục tiêu chăm lo tốt cho trường hợp gặp khó khăn trên địa bàn để không ai bị bỏ lại phía sau. Đúng với tên gọi phiên chợ không đồng, các mặt hàng được bán miễn phí. Trong vòng một buổi, 250 suất hàng hóa trị giá 80 triệu đồng, bình quân khoảng 300.000 đồng một suất, bao gồm thực phẩm thiết yếu và rau củ quả đã được tiêu thụ hết. Đây là phiên chợ do các mạnh thường quân và các chi hội trưởng phụ nữ trên địa bàn phường tài trợ. Tại như những khó khăn, với là coi như là không thể không nơi không có câu đá ta thân thuộc cho nên ở một mình. Coi như là bà phường giúp đỡ cho tôi thì tôi rất cảm ơn. Dạ, em là thuộc đối tượng buôn bán nhỏ trong dịch đợt dịch này. Có mặt trận của phường Hòa Xuân có phiên chợ không đồng, sẽ nhờ sự giúp đỡ của ủy ban mặt trận. Em cũng xin chân thành cảm ơn các ban ngành và mặt trận đã giúp đỡ mẹ con em trong đợt dịch này. Để có được phiên chợ này, mặt trận, các hội đoàn thể phường Hòa Xuân đã làm tốt công tác vận động, là chiếc cầu nối quan trọng để hàng hóa đến với đúng những trường hợp cần giúp đỡ. Đối với phường Hòa Xuân thì có 139 hộ nghèo và 79 hộ cận nghèo. Cái việc đó thì một số hộ khó khăn nữa thì đối với mặt trận các hội đoàn thể phường là vận động các tổ chức cá nhân thì như các đợt trước thì đó là vận động nhiều rồi. Nhưng bây giờ thì vừa phòng chống dịch rồi vừa giúp đỡ cho các hộ khó khăn kịp thời về cái lương thực, thực phẩm, các cái nhu yếu phẩm cần thiết đối với những hộ khó khăn. Với những hộ nghèo, hộ cận nghèo, cuộc sống hàng ngày bình thường đã khó, nay gặp đại dịch lại càng khó khăn hơn. Việc chăm lo hỗ trợ cho đối tượng này là một việc làm mang tính nhân văn sâu sắc, để qua đó nhân lên niềm tin cùng vững vàng bước qua đại dịch.